nữ thể hiện thành công nhất trong phim Hoa ngữ khiến khán giả mắng chửi không thương tiếc. Nói đến những vai phản diện trên màn ảnh, không phải ai cũng nhìn mặt là biết ác, mà tất cả đều phải thông qua diễn xuất cực kỳ tinh tế mới bộc lộ được dần dần tính cách tiêu cực mà nhân vật mình đang thủ vai. Đôi khi chính sự nhập vai thần sầu đã khiến các ác nhân trên màn ảnh bị lên án, thậm chí là tẩy chay cả ngoài đời thật. Thứ nhất, Dung Mama trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Không cần nói quá nhiều về vai diễn để đời này của nghệ sĩ gạo cội Lý Minh Khải trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhân vật ác toàn tập này thể hiện sự mưu mô xảo trá đa đoan của mình từ phần 1 cho tới phần 3. Bà ta tìm đủ mọi cách hãm hại Tử Vi và Tiểu Yến Tử, dìm xuống nước, châm kim lên người, dụng hình, kẹp tai. Chính vì nhân vật quá độc ác được xây dựng quá thành công nên nghệ sĩ Lý Minh Khải bị ghét lây, dù bà vốn là người kín tiếng, trầm ổn và có nhân cách tốt đẹp ngoài đời thật. Có lần bà ra ngoài phố, nghe người dân bàn tán xôn xao về con người bà, họ thì thầm to nhỏ mỗi khi thấy sự xuất hiện của bà. Mau xem kìa, là con mụ Dung Mama chết dẫm đấy. Trong khi các ngôi sao nổi tiếng từ bộ phim Hoàn Châu Cách Cách khi ra đường được người người hâm mộ vây lấy xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm, hỏi thăm chuyện trò, thì ngược lại nghệ sĩ Lý Minh Khải vào vai phản diện chưa bao giờ có được những giây phút như vậy. Thứ hai, An Lăng Dung trong Chân Hoàn Truyện. Với vai diễn ác nữ An Lăng Dung trong Chân Hoàn Truyện, Đào Hân Nhiên đã khiến khán giả không ghét không được. Về chuyên môn, mọi người đều thấy cô đóng quá tròn vai, xây dựng đúng tính cách và tuyến tâm lý của nhân vật. Còn về cuộc sống ở ngoài đời, có những kẻ lậm phim đối xử với cô rất tiêu cực. Có lần nữ diễn viên đăng ảnh con gái lên Weibo liền bị cư dân mạng bình luận ác ý. Cảm giác con gái cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Đây là câu chuyện rất buồn trong con đường sự nghiệp của các diễn viên chấp nhận những vai phản diện trên màn ảnh. Thứ ba, Nhĩ Tình trong Diên Hy Công Lược. Ở những tập đầu của bộ phim Tiền Tỷ mà Vô Chính chép bút, Nhĩ Tình nhìn tựa như một đóa bạch liên hoa đáng yêu, nhẹ nhàng và ngọt ngào bên cạnh Phú Sát Hoàng Hậu. Nhưng càng về sau, bản chất độc ác trong nhân vật này mới bắt đầu trỗi dậy. Từ khi sống thật với cá tính, Nhĩ Tình ngày càng bị cư dân mạng gọi tên trong đêm. Weibo của nữ diễn viên Tô Thanh trở thành đại bản doanh quy tụ khẩu nghiệp của các fan phim. Nhưng so với các tiền bối tuân thủ nguyên tắc ngậm bồ hòn làm ngọt, nữ diễn viên tiềm năng có tinh thần phản kháng mạnh mẽ hơn nhiều. Cô nàng đổi ảnh đại diện Weibo thành hình của Nhĩ Tình, còn liên tục đăng ảnh chế của Nhĩ Tình, tăng tương tác cho trang cá nhân của mình. Thứ tư, Thiên Hậu trong Hương Mật Tựa Khói Xương. Đóng vai thiên hậu độc ác, đa đoan và đầy âm mưu ác ý, nữ diễn viên Hồng Kông Châu Hoài My bị nhiều khán giả kéo vào trang cá nhân để ném đá. Một số người công kích diện mạo của nữ diễn viên sinh năm 1966, chê cô già, răng xấu hay nhận xét cô suốt ngày chỉ biết trừng mắt làm màu, lối diễn tệ hại. Thậm chí có người còn lôi bệnh cũ của Châu Hải My ra để nguyền rủa cô mau chết sớm. Trước những lời độc mồm từ phía bộ phận khán giả tiêu cực, Châu Hải My bị mất cân bằng. Cô chia sẻ nhiều bài viết, video nói về cách giữ tâm bình yên trước khi quyết định đóng trang cá nhân. Thứ năm, Lăng Linh trong Nửa Đời Trước Của Tôi. Nhân vật Lăng Linh mà Ngô Việt thủ vai là kẻ cướp chồng của nữ chính La Tử Quân với thủ đoạn rất cao tay. Cô ta luôn giả vờ thiện lương yếu đuối, vừa thân thiết với La Tử Quân vừa quyến rũ chồng của bạn với thái độ chơi chẽn vô cùng. Một số khán giả vì quá thần tượng nữ chính cũng như yêu cái thiện vô cực đã dồn mọi phẫn nộ và căm ghét dành cho nhân vật Lăng Linh lên Ngô Việt. Họ công kích và thóa mạ liên tục trên Weibo của nữ diễn viên khiến cô phải khóa chức năng bình luận. Thậm chí bố của Ngô Việt còn viết một bức thư tay để an ủi con gái trước những chỉ trích vô lý của khán giả. Vậy mới nói con đường sự nghiệp của một nghệ sĩ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, đôi khi họ phải làm quen với sự lạnh lùng, thù ghét của một bộ phận khán giả. Thế nhưng không vì thế mà lòng đam mê bị cản bước, những nhân vật ác nhân cứ thế xuất hiện, làm nền cho tuyến nhân vật thiện lương, cũng giống như cuộc sống có thiện sẽ có ác, ác giả ác báo. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, thế nên chưa biết chừng một ngày nào đó, những nhân vật nhìn là thấy ghét lại trở thành ngôi sao với các vai thuần thiện thì sao?